Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Trương Vân Nam, đại diện kinh doanh đại lý xe Mercedes-Benz Hasako 46 Láng Hạ. Như các bạn đã biết, dịch Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp. Chỉ thị 16 của chính phủ đã đưa ra và chúng ta phải nghiêm túc thực hiện chỉ thị đó. Việc nghiêm túc thực hiện chỉ thị đó làm cho chúng ta khó khăn hơn trong việc gặp nhau, khó khăn hơn trong việc đi lại. Và đối với những khách hàng đang quan tâm đến xe Mercedes thì khó để đến showroom xem xe trực tiếp, cũng như rất là khó cho chúng tôi có thể mang trực tiếp những chiếc xe có ở đây đến cho quý vị xem và lái thử xe. Thì hôm nay tôi có một giải pháp, đó là tôi sẽ làm một video giới thiệu với các bạn và báo giá cho các bạn những xe mà chúng tôi đang có tại showroom. Nào chúng ta cùng đi tìm hiểu showroom của chúng tôi nhé. Ở ngay đây, đầu tiên bên cạnh tôi đây là chiếc xe Maybach S450 màu trắng, nội thất màu đen. Chiếc xe này đang có giá là 7 tỷ 469 triệu đồng và chúng tôi đang áp dụng chương trình đặc biệt khuyến mại dành cho những chiếc xe Maybach. Cụ thể thì tôi xin phép là gửi cho quý vị và các bạn sau. Nói sơ qua về chiếc Maybach này một chút là vì sao nó đặc biệt và được chúng tôi trưng bày ở tại showroom, đó là ngoại thất màu trắng. Màu trắng này khác với màu trắng của những chiếc S, chiếc E và chiếc C. Màu trắng này là màu Diamond White. Còn chiếc CES hay là GLC, xe lắp ráp tại Việt Nam, thì là màu Polar White. Cái màu trắng này rất đặc biệt và nó là một option phải thêm tiền. Đó, nội thất bên trong màu đen, cực kỳ sang trọng và lịch sự, cũng như là về độ bền của màu da thì cực kỳ cao hơn so với những cái màu trắng, cao hơn so với nhiều màu be hoặc là màu nâu. Đây các bạn có thể gần vào đây để xem là nội thất tuyệt vời của chiếc Maybach S450. Ghế ngồi rất là rộng, ở bên kia thì hơi chật để tôi có thể đi vào, nhưng mà chúng ta ngồi bên này. Đây là ghế bên trái của hàng ghế sau, nhưng mà cũng rất là rộng rãi, thoải mái. Có bàn làm việc, ngoài ra thì có đệm đỡ chân. Đây các bạn có thể thấy đây. Đó, cùng với đó là cửa sổ trời có thể đổi màu. Đây các bạn có thể thấy đây, cửa sổ trời có thể đổi màu. Đó, nội thất bên trong thì cực kỳ sang trọng và lịch sự, cũng như là rất nhiều tiện nghi. Đấy, nói sơ qua vậy thôi. Chiếc xe đang được sở hữu khối động cơ là V6 3.0, hộp số 9 cấp, turbo tăng áp lên đến 367 mã lực. Rồi tiếp theo, chiếc xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức nhé các bạn nhé. Tiếp theo bên cạnh tôi đây là chiếc S450. Chiếc S450 bản thường, màu đen, nội thất bên trong màu kem, cực kỳ sang trọng. Chiếc S450 này đang có giá là 4 tỷ 299 triệu đồng. Chúng tôi đang có chương trình giảm giá khuyến mại rất tốt cho chiếc S450 này. Nội thất bên trong các bạn có thể xem qua, nếu mà ai thích những chiếc ghế màu kem thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời. Đây, các bạn có thể thấy chiếc Maybach thì là 4 chỗ, nhưng những chiếc S thì là xe 5 chỗ. Đó, rồi chúng ta cùng sang bên cạnh. Cửa là cửa hít luôn các bạn nhé. Cạnh chiếc S450, chúng tôi sắp xếp là chiếc S450 Luxury, phiên bản cao cấp của chiếc S. Về giá thì chiếc S450 Luxury này có giá là 4 tỷ 969 triệu đồng, cũng sử dụng động cơ là V6 3.0,
hộp số 9 cấp và sản sinh ra 367 mã lực. Chiếc xe này màu trắng Polo White, khác với chiếc Maybach như lúc đầu tôi đã giới thiệu. Nội thất bên trong màu đen. Nội thất bên trong màu đen thì đương nhiên là cực kỳ sạch sẽ. Xe S qua đây tôi cũng giới thiệu qua chiếc S450 và chiếc S450 Luxury. Cái điểm nhận diện ở bên ngoài nó khác nhau ở cái gì? Đó là đầu tiên là ở cái la răng. La răng khác nhau. Đó, các bạn có thể thấy rõ là khác nhau với la răng. Thứ hai nữa là Night View, hệ thống Night View chiếc S450 Luxury mới có. Đó là những điểm hơn và những điểm nhận dạng ở bên ngoài. Các bạn có thể biết đâu là S thường và đâu là S450 Luxury nhé. Bên trong nội thất da cũng cao cấp hơn so với S450. Da là da Napa Designo. Xe được trang bị hơn ở S450 về HUD, hệ thống loa 26 loa Boomaster. Đằng sau ghế bên phải sẽ là ghế VIP và có đệm chân như xe Maybach. Rồi chúng ta cùng sang bên cạnh này. Đây lại là một chiếc S450. Vì sao chúng tôi trưng bày hai chiếc S450? Vì lý do là đây là chiếc màu Ruby Black. Màu Ruby Black này là màu đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là các bạn có thể thấy ở trong sảnh ánh sáng yếu thì chiếc xe này gần như là màu đen. Nhưng khi mà ra ánh nắng hoặc ánh sáng mạnh thì nó sẽ ánh lên màu đỏ. Cho nên là nó sẽ có tên là Ruby Black. Cái màu này trước đây chỉ có trên xe Maybach thôi. Còn bây giờ thì đã được trang bị trên những chiếc xe S rồi. Đấy. Đây là chiếc Ruby Black, nội thất bên trong màu đen, cũng có giá là 4 tỷ 299 triệu đồng. Chúng tôi vẫn áp dụng những chương trình giảm giá đặc biệt cho tất cả những dòng như dòng S, dòng Maybach, giảm giá cực kỳ đặc biệt và mức giá các bạn không thể ngờ đến. Về nội thất bên trong màu đen thì các bạn cũng đã có thể xem qua ở những chiếc xe vừa rồi rồi. Cho nên là tôi sẽ lướt qua chiếc xe này để sang một chiếc xe cũng cực kỳ là đặc biệt ở bên cạnh ngay đây. Một chiếc xe rất ít khi được trưng bày tại showroom, bởi vì là xe nhập nguyên chiếc tại Tây Ban Nha. Không phải lúc nào cũng có những chiếc V250 được trưng bày tại đây. V250 sẽ có hai phiên bản. Một là phiên bản V250 Luxury và hai là V250 AMG. Thì phiên bản V250 Luxury là bản tiêu chuẩn, bản bao gồm 7 chỗ ngồi. Còn bản V250 AMG sẽ dài hơn so với Luxury là 20 phân và sẽ ít hơn một chỗ ghế rời, tức là có 6 chỗ thôi. Phiên bản V250 Luxury này hiện tại chúng tôi đang có giá niêm yết là 2 tỷ 662 triệu đồng. Sở hữu khối động cơ là 2.0 hộp số 7 G-Tronic Plus. Sản sinh ra mã lực là 211 mã lực. Đây là chiếc màu trắng, nội thất bên trong màu kem, cực kỳ độc đáo. Ở cả Việt Nam mới chỉ có một chiếc trong năm nay, đầu tiên về. Đây các bạn có thể vào trong xe xem qua với tôi là về nội thất bên trong màu kem của chiếc xe này. Chiếc xe này cực kỳ phù hợp với những gia đình đông người hoặc các công ty. Cực kỳ thoải mái và phù hợp cho những chuyến đi xa. Tất cả cửa lùa là hai bên là cửa điện hết. Cả hai bên đều là cửa lùa các bạn nhé. Đóng bằng điện luôn này. Đóng mở bằng điện. Rồi. Nào cùng ra phía sau này một chút. Phần cốp sau cũng bằng điện. Nếu như mà các bạn sử dụng chiếc xe này để đi đánh góp thì đựng được cực kỳ nhiều bộ góp. Mình có thể nâng lên như thế này hoặc có thể tháo hẳn cái này ra để đựng đồ. Các ghế có thể xoay lại với nhau để mình ngồi thoải mái hơn hoặc là mình ngồi nói chuyện. Đây, đóng cốp vào, cốp điện. Xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Tây Ban Nha các bạn nhé. Rồi, chúng ta cùng đi sang bên phía showroom của dòng xe SUV nhé. Đi cùng với tôi.
Một chiếc xe SUV mà tôi muốn giới thiệu với các bạn cũng rất đặc biệt, cũng rất ít xe, bởi vì là năm nay dịch bệnh khó khăn cho nên là việc nhập xe rất là khó khăn. Đây là chiếc GLE 450 nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Có dòng GLE và GLS đều là những dòng xe rất hot và đều được nhập khẩu từ Mỹ. Năm nay rất ít xe. Màu trắng, nội thất bên trong màu kem. Tuyệt vời. Chiếc xe này có body kit luôn là AMG. Mặt ga lăng kim cương. Cùng với đó là logo 3D. Nội thất bên trong màu kem. Cực đẹp. Xe là xe 5 cộng 2 chỗ. Tức là các bạn cũng sẽ có thêm một hai chiếc ghế nhỏ nhỏ ở phía sau nữa. Đây. Nội thất bên trong tuyệt vời. Tất cả những cái dải đèn LED đều là LED nổi hết, không phải là LED hắt như những chiếc xe trước đây. Đây là thiết kế kiểu mới. Đây. Đó, đây, toàn bộ thiết kế kiểu mới. Xe hiện tại đang có giá niêm yết là 4 tỷ 409 triệu đồng. Sử dụng động cơ mới i6. Thay cho những cái dòng xe phiên bản cũ là sử dụng động cơ V. Đây, các bạn có thể thấy đây. Mọi người sẽ lầm tưởng đây là xe 5 chỗ nhưng không, đây là xe 5 cộng 2 các bạn nhé. Tất cả những ghế điện này là có thể gập lại được. Gập bằng điện luôn. Cực kỳ rộng rãi, nếu gập hai chiếc ghế này xuống thì rất rộng. Đó. Đấy, các bạn có thể thấy. Rồi, cốp cũng là cốp điện nha các bạn nhé. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2021. Đầu tiên về đến Việt Nam trong lô hàng của năm 2021 này. Rồi, nói sơ qua vậy về chiếc GLE 450 vậy thôi. Các bạn có câu hỏi gì hay là muốn biết thêm về thông số kỹ thuật thì hãy để lại tin nhắn ở phía dưới hoặc là hãy gọi điện cho tôi. Thì tôi sẽ gửi cho các bạn ngay thêm hình ảnh cũng như là những cái thông số kỹ thuật của xe. Rồi, sang bên cạnh tôi đây là một chiếc SUV mà gọi là hot nhất trong tất cả những dòng xe từ khi ra mắt đến bây giờ. Đó là chiếc GLC 300. GLC 300 màu xanh, nội thất bên trong màu kem. Xe GLC 300 này thì chắc là chúng ta cũng không cần phải nói nhiều về nó nữa, bởi vì là nó quá hot và cũng được quá nhiều người quan tâm, cũng như là chúng ta có thể nhìn thấy ở ngoài đường đi quá nhiều rồi. Xe có giá niêm yết là 2 tỷ 499 triệu đồng. Tuy nhiên, bây giờ chúng tôi có chương trình giảm giá rất tốt, rất tốt. Giá niêm yết là 2 tỷ 499 triệu đồng các bạn nhé. Xe sử dụng động cơ là 2.0, 258 mã lực. Và GLC 300 AMG là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam và là anh cả trong dòng GLC đã được lắp ráp tại Việt Nam. Với full option cùng với đèn pha multi beam này, camera 360 này, loa Bluemaster này, cửa sổ trời siêu rộng này, và cùng với đó nữa là la răng và body kit AMG. Cùng đi lên phía trên là chiếc chiếc GLC 300, thì chúng tôi trưng bày là chiếc GLC 200 Formatic. Chiếc GLC 200 Formatic này vì sao được trưng bày? Bởi vì đây là màu ghi này là màu đặc biệt mà năm 2021 mới có. Trước đây chỉ có màu trắng, đen, đỏ và xanh, thì bây giờ Mercedes Việt Nam bổ sung thêm là màu ghi xám. Màu này là màu rất đặc biệt và năm 2021 mới có. Xe GLC 200 Formatic thì tôi có một cái video riêng dành cho những dòng GLC này rồi, thì các bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về dòng GLC thì ghé thăm kênh YouTube của tôi. Xe được trang bị động cơ của GLC 200
nhưng mà option lại là của GLC 300. Nói qua một chút, GLC 200 4MATIC, động cơ 2.0, 197 mã lực, hộp số 9 cấp, nhưng option bên trong, nội thất bên trong thì lại là hai màn hình như GLC 300 này, có loa Boommaster 13 loa này, có camera 360 này, chỉ tiếc là không có cửa sổ trời. Đó, la răng thì cũng không được đẹp và mềm mại như là GLC 300 hay là GLC 200 bản thấp nhất. Rồi ok, nói qua vậy thôi, bởi vì là tôi đã có một clip riêng dành cho GLC 200 4MATIC và GLC 300 rồi. Cùng đi ra phía trước của showroom. Rồi bên cạnh tôi đây, các bạn, đố các bạn biết là xe gì? Nhiều người có thể nói là chiếc Maybach, nhưng đây là chiếc Maybach độ, độ của S450 lên. Các bạn có thể thấy, nhìn không khác gì một chiếc Maybach. Với logo Maybach này, body kit của Maybach này, la răng của Maybach luôn. Đây là chiếc S450 có giá niêm yết là 4.299.000.000 và thêm bộ độ chính hãng phiên bản Maybach đang có giá là hơn 400.000.000. Các bạn có thể thấy là Maybach là 4 chỗ, nhưng chiếc S450 độ lên này thì là ở ngoài diện mạo của Maybach, nhưng ở trong vẫn là S450 thôi. Đó, nội thất bên trong màu kem rất đẹp. Logo ở của xe Maybach có một điểm nhận dạng giữa Maybach và S thường là Maybach sẽ dài hơn phiên bản S thường là 20 phân và dài hơn ở trục cơ sở. Các bạn có thể nhìn đoạn này giữa Maybach và S nó rất là khác nhau ở đoạn này, bởi vì xe Maybach nó dài hơn. Rồi chúng ta cùng đi sang bên này. Nói qua về chiếc Maybach này một chút là chúng tôi đang có cũng có chương trình giảm giá khuyến mại đặc biệt, rất đặc biệt dành cho những chiếc S và Maybach cũng như là chiếc S450 độ Maybach này nhé, rất đặc biệt, giảm giá cực sâu luôn. Rồi bên cạnh tôi đây là chiếc E180, em út của dòng E, vừa được ra mắt, nhưng mà hơi đen một chút là ông em này lại ra mắt là đúng mùa dịch đó. Thì E180 này các bạn có thể thấy là phiên bản Philip, nhưng mà gần như là all new, nhìn phát là biết ngay, nhìn là biết ngay là kiểu thiết kế mới này, cùng với mặt ga lăng, cùng với logo 3D nổi này, những cụm đèn cũng rất là khác, rồi là nội thất bên trong cũng rất là đẹp luôn. Ở bên trong thì vẫn giữ nguyên là ốp nhôm cao cấp, nhưng mà các bạn có thể thấy điểm đặc biệt đầu tiên mà mình nhìn thấy đó là vô lăng thiết kế mới, cùng với đó làm hai màn hình và màn hình trải dài như những chiếc E300. Về thiết kế thì khác, nhưng tuy nhiên kích thước thì vẫn như vậy, vẫn không khác gì cả. Ra đằng sau một chút, bởi vì là chiếc xe E180 này khác cả trước lẫn cụm đèn hậu phía sau. Đấy, tôi có thể bật đèn lên cho các bạn xem là đèn hậu khi mà lúc khởi động máy hay là lúc bật lên hay là đi buổi tối thì rất đẹp. Đó. Rất đẹp. Thay đổi Philip nhưng mà gần như là all new. Có thể nhìn thấy ngay. Đây bạn có thể lại gần đây, nhìn cụm đèn được thiết kế cực kỳ tinh tế. Rồi, chiếc xe này hiện tại đang có giá bán là 2.050.000.000. Cũng được áp dụng chương trình khuyến mại rất tốt, mặc dù là mới ra mắt thôi, nhưng mà là bởi vì đang mùa dịch như thế này. Sau khi dạo qua em út thì mình đến em 2. Chiếc E200 Exclusive. Phong cách Exclusive thì các bạn đã thấy đấy, logo được thiết kế là trồi lên ở trên nắp capo, cùng với đó là các nan
ở mặt ga lăng, nhìn trông rất là sang trọng và lịch sự. Đấy là phong cách của thiết kế Exclusive. Chiếc xe E200 Exclusive này đang có giá bán là 2 tỷ 310 triệu, sử dụng động cơ là 2.0, 197 mã lực, cùng với đó là hộp số 9 cấp. Cũng như là những chiếc E180 thì E200 Exclusive phiên bản Philippe nhìn như là phiên bản all new. Nội thất bên trong cũng rất đẹp, rất đẹp, đẹp hơn so với những cái phiên bản trước đây. Nội thất bên trong đồ ốp gỗ. Cùng với da cao cấp. Phong cách cực kỳ sang trọng và lịch sự. Lẽ ra chúng tôi sẽ trưng bày thêm một chiếc anh cả của dòng E nữa là E300 AMG. Nhưng tuy nhiên thì xe mới về chúng tôi chưa kịp chuẩn bị để cho lên showroom, cho nên là chúng tôi có một clip riêng dành cho E300 cũng ở trong kênh YouTube của tôi. Các bạn có thể vào để xem chi tiết hơn về chiếc E300 đó. Nào, rồi đây là chiếc C180 AMG. Nếu như không dán biển tên là C180 AMG thì có rất nhiều bạn sẽ nhầm tưởng đây là C300 AMG. Chiếc C180 AMG phiên bản mới 2021 này thì được trang bị là body kit và la răng của AMG, cùng với đó là mặt ga lăng kim cương logo 3D giống như C300. Chỉ khác phía đầu xe đó là cụm đèn pha, không phải đèn pha multi beam. Chiếc C180 này thay đổi toàn bộ diện mạo ở bên ngoài nhưng ở bên trong vẫn giữ nguyên, và đang có giá là 1 tỷ 499 triệu đồng. Chiếc xe sử dụng động cơ 1.5, hộp số 9 cấp, turbo tăng áp, 156 mã lực. 1.5 thôi nhưng tuy nhiên rất khỏe, 156 mã lực. Nội thất bên trong thì vẫn như những chiếc C180 trước đây. Các bạn có thể xem qua, nội thất bên trong được ốp nhôm cao cấp và ở phần giữa là được ốp gỗ piano. Màn hình thì chưa phải là màn hình to nhưng cũng đã đủ dùng, đủ nhìn. Rồi bên cạnh chiếc C180 AMG, chúng tôi trưng bày bên cạnh đây là chiếc C200 Exclusive cũng như là E200 Exclusive thôi. C200 Exclusive được trang bị ngoại thất Exclusive sang trọng và lịch sự, cho nên là cũng được có logo trồi lên như thế này, giống như những chiếc S hoặc là những chiếc Maybach cũng có những cái logo được trồi lên như thế này, mang dáng vẻ cực kỳ sang trọng và lịch sự. Thì chiếc C200 Exclusive này được mệnh danh là S thu nhỏ. Các bạn có thể thấy nhìn rất nhiều điểm mà gần như là xe S nhưng mà kích thước lại nhỏ hơn. Chiếc C200 Exclusive này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 699 triệu đồng. Sử dụng động cơ là 2.0, turbo tăng áp, hộp số 9 cấp, sản sinh ra 202 mã lực. Đây là màu ghi, đây là màu ghi xám các bạn nhé. Màu ghi này thì như tôi vừa nói, cũng như chiếc GLC 200 Formatic thì là đây là màu mới của năm 2021. Nội thất bên trong màu đen cực kỳ sang trọng và lịch sự, cùng với đó đây các bạn có thể thấy là những cái đường may cũng như là chất lượng da nó rất là cao cấp. Ốp gỗ thì không còn phải là gỗ bóng như những chiếc C200 bản trước đây nữa, mà là ốp gỗ sần rất sạch sẽ, không để lại dấu vân tay, không để lại vết xước. Nội thất bên trong tuyệt vời, rất đẹp. Phiên bản này khác với phiên bản trước ở cửa sổ trời. Thiếu cửa sổ trời. Bây giờ Mercedes sẽ sử dụng là một là cửa sổ trời toàn cảnh, hai là sẽ không có cửa sổ trời luôn. Chúng tôi không sử dụng cửa sổ trời nhỏ nữa. Chiếc C200 này cũng được trang bị là đèn pha multi beam, cùng với đó là la răng đa chấu. Khi mà di chuyển trên đường thì nhìn cực kỳ đẹp. Rồi, tiếp theo bên cạnh tôi đây là chiếc C180. Bởi vì sao chúng tôi phải trưng bày chiếc C180 lên đây? Vì là C300 hiện tại đang hết hàng, cho nên là chúng tôi trưng bày tạm chiếc C180 lên đây để các bạn có cái để xem, cũng như là để chúng tôi cho đỡ trống showroom. Cùng đi sang bên này một chút.
Ngoài những chiếc xe mới thì chúng tôi còn đưa đến cho khách hàng những chiếc xe siêu lướt đã qua sử dụng. Thì trung tâm xe lướt đã qua sử dụng của chúng tôi là showroom lớn nhất Việt Nam và có doanh số bán hàng tốt nhất. Chúng tôi có rất nhiều các loại xe. Đây các bạn có thể thấy, đây là chiếc S450 bản thường, màu đen, nội thất bên trong cũng màu đen luôn. Xe này mới chạy có 4.500 cây thôi, siêu lướt và đang có giá là 3.950.000.000 đồng. Xe VIN năm 2020, đăng ký năm 2020, siêu lướt các bạn nhé, có 4.500 cây thôi. Rồi vào đây tiếp theo, một chiếc xe mà gần như là không có xe lướt luôn từ trước đến giờ, đó là chiếc GLC 300 AMG, màu đen, nội thất bên trong màu kem. Xe này mới đi có 2.000 km thôi. Xe sản xuất năm 2021 và đăng ký năm 2021 luôn. Đợi tôi một chút, tôi bật cái đèn lên để cho các bạn nhìn cho rõ. Đó. Không phải lúc nào cũng có những chiếc GLC 300 nói riêng và GLC 300 nói chung để có xe lướt để bán như thế này đâu ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang có giá là 2.580.000.000 đồng. Rồi chúng ta cùng sang bên cạnh. Đây là chiếc C180 màu đỏ, nội thất bên trong màu đen, cực kỳ thể thao. Nếu mà ai thích màu đỏ thì chắc chắn là nhìn là mê luôn, bởi vì là màu đỏ rất đặc biệt, màu đỏ mà mang lại cái sự sang trọng chứ không phải là đỏ tươi đâu. Nội thất bên trong màu đen, xe này mới đi được có 1.497 km thôi. Đăng ký lần đầu năm 2021, VIN 2021 và chúng tôi đang có giá bán như giá xe mới nhé, là 1.499.000.000 đồng. Cùng đi vào đây một chút. À đây, chúng ta có một chiếc E180. Chiếc E180 đây là phiên bản 2020 chứ không phải 2021. Đây các bạn có thể thấy không? Chiếc xe này khác hẳn so với chiếc xe E180 chúng tôi đã trưng bày ở ngoài kia. Đây là phiên bản cũ cho nên là các bạn nhìn phát là biết ngay. Xe này mới đi được 1 vạn. Hiện tại chúng tôi đang có giá là 1.890.000.000. Màu đen, nội thất bên trong cũng màu đen luôn. Những cái xe đã qua sử dụng này chúng tôi thường chủ yếu là sử dụng màu đen, bởi vì là nó rất là sạch sẽ cũng như là bền màu da. Rồi bên cạnh tôi đây là chiếc lại là C180 màu trắng, nội thất màu đen giống như chiếc chúng tôi đang trưng bày. Nhưng xe này là xe đã qua sử dụng và đã đi được 1.500 cây, siêu lướt, sản xuất và đăng ký năm 2021, cũng đang có giá bán là 1.499.000.000 đồng các bạn nhé. Cùng với đó ở phía dưới kia vẫn là showroom và vẫn là trưng bày những cái dòng xe khác nữa, nhưng mà vì video quá dài cho nên tôi xin tạm dừng ở đây. Thì xin giới thiệu qua với các bạn là về những về giá niêm yết cũng như là giá khuyến mại của tất cả những cái dòng xe này. Thì chúng tôi đang áp dụng chương trình khuyến mại rất đặc biệt. Đặc biệt nhất trong tất cả những tháng trước đây là bởi vì đang là mùa dịch. Những chiếc xe mới thì chúng tôi sẽ tặng ngay cho quý vị và các bạn là 2 năm bảo dưỡng miễn phí, cùng với đó là những phần quà tặng về tiền mặt cũng như là những quà tặng rất là thiết thực dành cho các bạn. Còn những chiếc xe siêu lướt ở đây chúng tôi cũng sẽ có những cái chương trình giảm giá cho khách hàng khi mà khách hàng mua xe. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.